mầm non nho nhỏ. Trên mặt đất mọc lên một mầm cây nhỏ, mầm non mặc chiếc áo màu xanh nhạt, gục xuống ủ rũ, non thật nhỏ bé và yếu ớt. Rùa con đang đi gần đó, chẳng may bị mầm non mềm rũ đụng chúng vào đầu. Rùa con chẳng nói chẳng rằng, dùng đầu hất mạnh một cái khiến mầm non bị ngã gập xuống lát sau chuột con chạy tới gần chỗ mầm non và quệt đuôi vào người mầm non khi con đi qua đó cũng không để ý nên đã dẫm lên mầm non suýt nữa thì khiến cho mầm non bị gãy một lát sau lợn con hùng hục chạy tới và ngồi bệt lên trên nền đất ui ra không xong rồi lợn con đã ngồi lên mầm non mất rồi mầm non đáng thương kêu lên ôi đau quá gấu con nhìn thấy vậy liền vội vàng nói với lợn con lợn con bạn đang ngồi lên người của mầm non đấy lợn con hốt hoảng đứng lên nhưng mầm non đã bị bẹp dí rồi gấu con liền đến bên cạnh xem xét tình hình của mầm non và tưới nước cho nó mầm non dần dần phục hồi thế là hàng ngày Dừa con, chuột con, lợn con và gấu con thay nhau xách nước đến tưới cho mầm non. Mầm non ngày một lớn hơn, cho đến ngày trở thành một cái cây khỏe mạnh, rồi đến ngày trên cây nở ra những bông hoa bảy sắc rực rỡ, thật là đẹp. Từ đó, các bạn nhỏ khác đều học tập theo gấu con, bảo vệ cây cỏ, hoa lá. Đến năm sau, Khắp vườn đã tràn ngập những bông hoa bảy sắc đẹp lung linh. Ý nghĩa câu chuyện, mầm cây yếu ớt bị các con vật vô tình làm tổn thương, nhưng khi nhận ra, chúng cùng nhau chăm sóc cho mầm cây. Nhờ vậy, mầm cây lớn lên và nở ra bông hoa đẹp. Câu chuyện khuyên chúng ta nên học cách bảo vệ và chăm sóc cỏ cây hoa lá, để trái đất này thêm tươi đẹp nhé.